Vâng, em xin chào quý vị. Vâng, hình như đã hứa từ những cái video trước thì hôm nay em sẽ tháo một cái con loa CAF QA12 để cho quý vị xem nội thất bên trong của nó nhé. Vâng, thì để quý vị nào chưa biết về cái nội thất, cái ngoại thất của con CAF và QA12 thì đây là cái ngoại thất của nó, ngoại hình của nó đây. Đây là ngoại hình của loa nhé. CAF AQ12 mà QA mà AQ. Vâng. AQ12. Đấy. Này. Đấy. Rất là chất. Còn đây là cái phân tần của nó đây, quý vị nhìn. Đấy. Đây. Đây nhá. Đấy. Một tiêu âm này. Còn đây, đây là nó bát. Con này dòng bát 30 nhá. Đây, đôi. Đây là 30. Vâng. Đấy. Gần vải xếp tẩm dầu này. Đấy. Đấy. Nó bát đây. Đấy. Vâng nhé các quý vị nha. Đấy. Nó rất là chất. Xương siết to, khỏe. Đấy. Đây. Đấy. Rất chất. Đấy. Này. Đấy. Qua kỳ khục luôn nhá. Đây là chép kèn của nó này. Đấy. Tự to vật vã luôn, họng kèn cũng thuộc dạng khủng. Đấy. Đấy. Rất chất nhá. Đấy. Thì đây là đôi loa CAF AQ12 như quý vị mong muốn, là em đã bỏ dây căng ra, đã bỏ loa ra để cho quý vị xem nội thất bên trong. Đấy. Thì quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ cho bên em. Vâng, cái con loa AQ12 này thì giá nó vừa phải thôi, nó chỉ trên 8 triệu một tí xíu thôi. Quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhé. Đấy, để có giá tốt nhất thì hãy liên hệ theo số điện thoại là 0966594581 nhé. Vâng. Em xin chào quý vị. Vâng.